mình cùng bay. Phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Xem trọn bộ duy nhất trên Vion. Trời, mấy chục năm trước mà may được cái áo dài đẹp như vậy là mẹ anh Hoàng cũng có gu dữ luôn á. Chị hai khuyên giùm em chứ. Ừ. Chị hai, tính ra mẹ anh Hoàng người cũng nhỏ nhỏ giống em ha. Sao đẻ anh Hoàng cao dữ chứ không biết nữa trời. Áo dài đẹp quá. Để ba. Để hai coi nè. Ơ, xuất chịu rồi nè. Có một xíu à, kệ hai, không sao đâu. Có một xíu à. Con gái mặc đồ xúc chỉ như vậy, người ta kêu là không chỉnh chu đó. Em cố gắng luyện tập cho cuộc thi này bao lâu rồi, chẳng lẽ bị người ta đánh giá thấp chỉ vì một cọng chỉ. Chị giờ em làm sao giờ hai? Bây giờ em mượn hộp quà của ba, đốt sơ qua đi. Mượn hộp quà của ba hả? Dân làm ăn buôn bán không có nói suông hả? Chào chú, hôm nay tôi đến là có chuyện quan trọng cần nói với chú này. Quả cáp này vậy là chắc là không có chuyện gì xấu đâu hả? Hay là anh lo chuyện con Nhi? Ê, Nhi. Ra ba bảo Nhi. Tôi canh giữ con gái tôi là cẩn thận lắm đó. Nhi, nói coi, có phải vậy không? Đó, hay là giám đốc đổi ý, muốn rước luôn con Nhi đi cho rồi? Không có. Chuyện hôm nay là... Chuyện hôm nay không liên quan đến cô em, mà liên quan đến cô chị cơ. Nhi. Ra ngoài chơi đi con, để cho người lớn nói chuyện. Thế là lúc nào mà ông giám đốc đây cần, ba sẽ kêu. Đi con. Nhanh lên. Chủ tịch Quang sai tôi đến đây là muốn cưới Tiểu Thư Ngân. Hả? Ông nhắc lại câu cuối cho tôi. Hôm nay chủ tịch Quang sai tôi đến đây là muốn hỏi cưới Tiểu Thư Ngân. Chủ tịch các người á, vậy là sáng suốt đó. Đấy, chai rượu Pháp thượng hạng. Với cả chủ tịch của chúng tôi cũng cẩn thận, sắp xếp công việc thật nhanh. Chú cũng xem ngày luôn đi, để hai bên cùng tính. Sao phải vội? Chúng tôi thì không vội, chỉ là chủ tịch nghĩ đến danh dự của Tiểu Thư Ngân, sợ là để lâu ngày lại phát sinh chuyện gì thì không hay. Chuyện đâu sẽ có đó. Ê, ông chủ tịch thì với con Ngân, giám đốc thì với con Nhi, vậy là anh sẽ trở thành anh em cọc trèo với chủ tịch rồi đấy nhá. Một bước lên mây hả? Đừng có quên cái công ơn của tôi đấy nhá. Tôi đâu dám treo cao như vậy đâu chú Hợp. Chủ tịch của chúng tôi đã quyết định như vậy rồi, thì tôi xin phép rút lui với cô Nhi. Cái gì? Anh nói giỡn rồi đấy hả? Cái chuyện lớn như vậy mà nó nói thôi là thôi được đâu. Nó còn có danh dự. Con gái tôi nó có phải là hàng hòn sỏi bên đường đâu. Mà nó, anh phải giữ gìn cái thể diện cho nó chứ. Ủa, làm cái gì vậy? Dọn đường cho tương lai. Chứ không mấy gốc cây này làm chiếc xe nó đào đó. Trời đất ơi, mày xàm dữ mày. Gì vậy? Chiếc xe này, chiếc xe duyên nợ của chị á. Làm gì vậy? Cái gì? Duyên nợ gì? Thì cái chiếc xe hơi đầu tiên chị thấy, chị sờ vô, chị còn định ngủ chung với nó nữa. Thì cuối cùng bây giờ nó là chiếc xe của chồng tương lai chị rồi.
chồng tương lai. Đó phải duyên nợ chứ là gì? Ê, nói nghe nè. Hồng ấy úp lên trên nắp xe, úp ngủ một giấc đi. Không chừng á, ngày mai ông cha qua ông chào hỏi cưới úp á. Nè, chị bớt bớt đi nha, đừng có sát muối chết thêm em nữa. Em nói chị biết, con trai nhà người ta được cưng chiều biết bao nhiêu, con trai nhà này gả đi không được, bị xua đuổi hất hủi liền. Em gì chị mà chịu biết bao nhiêu trận đòn rồi đó. Tội nghiệp dữ á. Anh rể. anh có chìa khóa cho em mượn chạy thử vòng đi. Được. Ê, em lại đây. Kéo kẹt. Chưa gì đã giữ của em chồng rồi. Tôi chống mắt lên coi bà giữ được tới bao lâu. Tụi tao chống mắt lên coi mà chống mắt được bao lâu. Mắt cái gì cười? Vô dữ à. Nói thiệt nha, làm ơn làm phước biết giùm tôi cái thư từ vợ đi, rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Phiền chết thì được. Cô viết luôn từ bây giờ còn kịp đấy. Lúc nãy tôi cũng muốn giải thoát cho cô rồi. Tại ba cô quàng cô lên cổ tôi ấy chứ. Làm như tôi là con bò hay gì. Ok. Vậy tôi tại nơi này, tôi chính thức tuyên bố tôi với ông sẽ không còn bất cứ một mối liên quan nào hết. Ok, giải tán. Nhà ai người đó về. Bye. Còn nợ thì mai mốt đi làm tiếp viên hàng không rồi trả cho. Cô ấy hả? Tính tình thì gàn dở, thái độ thì lỗ mãng. Làm tiếp viên làm sao được. May còn gỡ được cái mặt. Mẹ ê răng luôn á. Ngọt lắm, ăn miếng nè. Ngọt ha. Có khách, có khách say xỉn chùi lẹ, không hiểu sao luôn á. Mua gì Ngân? Lấy cho tao lon sữa. Sữa đặc ha. Hai chục ngàn. Ủa mới đâu về vậy? Đi đồng trai đi đâu? Em hỏi nó không hề trả lời em luôn chị. Đi con xe đó là biết rồi. Công nhận như này hay ha. Sao bao nhiêu chuyện xảy ra nó vẫn làm như là không có gì hết. Đồ mặt dày đó mà. Mất tôi muốn ăn. Vion phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Giờ mà có miếng sữa nó là tuyệt vời luôn. Sữa này không? Dạ. Trời Ngân, con đi đâu mà suốt đêm không về? Ông già con ngồi trên đống lửa đó. Chuyện này là thế nào? Tại sao xe của chủ tịch Oang lại đưa con về đây? Thì con nghe lời khuyên của ba đó. Con qua xin lỗi ông ta. Mà không ngờ xin lỗi xong trời mưa to quá, nên con đành phải ngủ lại bên đó. Trời đất ơi, con gái con nói gì ngủ nhà người lạ suốt đêm kỳ cục vậy? Bà đừng có nói lung tung nữa. Người lạ nào chứ. Con nói vậy có nghĩa là chủ tịch đã tha thứ cho con rồi. Cái này con cũng không biết nữa. Con đem hết tấm lòng của mình với danh dự qua xin lỗi ổng. Còn chuyện tha thứ hay không thì còn tùy. À, thì ông ấy để con ngủ ở đó có nghĩa là tha thứ rồi đó. Cái này chắc là phải nhờ phúc đức của nhà mình rồi. Chứ con không hứa được với ba. Sửa ra, sửa ra.
Chuyện hôm trước tôi nói với anh khỏi nhớ công nữa nhé. Tôi đã quyết định chồng cố gắng làm bộ, nên anh không cần tìm người khác nữa. Chủ tịch vẫn thấy cô Ngân đủ tiêu chuẩn chưa? Đủ. Nên tôi muốn tiến hành nhanh chuyện hôn sự. Mục đích chủ yếu là sống để cô ấy về ô quân tôi. Không sống bên nhà cha mẹ nữa. Dạ vâng. Mọi việc cứ như cũ mà tiến hành nhé. Dạ vâng, tôi biết rồi. Mà càng sống càng tốt đi. Đêm dài lắm mộng. Tôi chỉ sợ bên này phát sinh sự cố gì nữa. Và lại... Cô Ngâm bây giờ là người của tôi rồi. Lúc trước chẳng nên dấu rằng. Chỉ cần tôi là biết. Bây giờ cô ấy có thể xem là tuần trại. Rước về nhà sống, còn dễ về để bắt. Vâng ạ. Đêm qua, bài mà kia thức thật tuyệt vời. Em đúng là người cố thể khiến anh cũng hết ngạc nhiên đây. Thôi, em đi về nha. Trời còn chưa sáng hẳn mà. Anh nhìn em có giống con gái hay đi qua đêm không? Tối qua em không về nhà, chắc ba mẹ em đang lo lắng lắm. Hai người bùng hộ, cũng biết cách quản con cái quá chưa. Ba em, có lúc nói nguyên truyền. Nhưng về chuyện của em, ông quá đặt con nội trời. Ông giữ con gái rất kỹ. Nhưng mà sau đêm qua, chắc anh nghĩ khác về em rồi đúng không? Em tự dấn thân vào khăn cọp như vậy mà. Anh cố phải ngu ngốc đâu mà không hiểu. Bàm vật đặc dĩ, em mới phải đi đến nước này. Ai biểu em, từ đầu lại nghĩ ra mấy cái chỗ thù lòn tu giả chứ. Có là em đã về nhà anh, làm phu nhân từ sớm rồi. Em phải đi về. Cô cần gặp bài không? Em không gấp. Nhưng em sợ là em đã hết cái để mà anh khám phá rồi. Cậu đánh xe lại nhà tôi đi. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.